Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ hai ngày 27 tháng 2. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội thảo khoa học quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển, khẳng định ý nghĩa khoa học, tầm vóc lịch sử và những giá trị trường tồn của bản đề cương trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Hội Nông dân Vĩnh Long tổ chức lấy ý kiến đóng góp luật đất đai sửa đổi với nhiều ý kiến sát thực tế được ghi nhận. Lãnh đạo tỉnh và nhiều cơ quan đơn vị thăm chúc mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp quan trọng của các thầy thuốc trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, công tác đối ngoại của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đã được triển khai toàn diện, thể hiện được hình ảnh một Quốc hội Việt Nam đổi mới, năng động và hành động. Bất chấp những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội vẫn diễn ra sôi động theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục tăng cường gắn kết, phối hợp với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy lợi thế ngoại giao nghị viện nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp trong triển khai đường lối đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, thúc đẩy quan hệ với nghị viện các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh ngoại giao nghị viện đa phương trên tinh thần chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, phát huy vai trò của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương, các tổ chức khu vực và quốc tế, từng bước nâng cao vai trò nòng cốt, dẫn dắt phù hợp với khả năng và điều kiện của đất nước. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943-2023, khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 tỉnh thành trên cả nước. Tham dự hội thảo có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam, nhằm phát huy những giá trị cốt lõi của một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng vào thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, tổng kết những thành tựu xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam. Với sự khởi nguồn từ bản đề cương về văn hóa Việt Nam về xây dựng một nền văn hóa mới và khát vọng chấn hưng phát triển nền văn hóa Việt Nam, hội thảo tập trung thảo luận làm sâu sắc hơn một số nội dung như khẳng định ý nghĩa khoa học, tầm vóc lịch sử và những giá trị trường tồn của bản đề cương về văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đối với phát triển, hoàn thiện thể chế pháp luật và chính sách, huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa con người, chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm công tác văn hóa có phẩm chất, năng lực chuyên môn xứng tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Tại hội thảo, trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm đường lối của đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, các tác giả tham luận có đề xuất kiến nghị một số cơ chế chính sách về phát triển văn hóa hiện nay. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 2 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Trong tháng 2 năm 2023 và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng công an toàn quốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước được giữ vững ổn định,
trong đó đã điều tra khám phá đạt 85,98% số vụ vi phạm, triệt phá 264 băng nhóm tội phạm hình sự, 263 đối tượng cho vay nặng lãi với 46 cơ sở hoạt động tín dụng đen. Công tác đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tài nguyên môi trường đạt nhiều kết quả nổi bật. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí so với Tết năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác nắm chắc tình hình nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chiều nay, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long gồm ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa và Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe cán bộ tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện và Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe cán bộ trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ và nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Với vai trò là lực lượng tuyến đầu, các y bác sĩ đã tận tâm, tận lực góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Ông cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể y bác sĩ nhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, chúc cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện và Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe cán bộ tỉnh hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục đoàn kết, phát huy khả năng tinh thần trách nhiệm, rèn luyện y đức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, đóng góp tích cực cho nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Cũng trong chiều nay, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Long qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Đến thăm thầy thuốc ưu tú lương y Nguyễn Hồng Trung, dược sĩ Nguyễn Thị Thu Hiệp, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Phước Thọ, đoàn thăm hỏi sức khỏe bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những cống hiến của các thầy thuốc, nguyên lãnh đạo ngành y tế cho sự phát triển của y tế tỉnh nhà, đồng thời mong muốn các thầy thuốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng ngành y tế tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển hơn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm tặng quà đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và các cơ sở y tế thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cảm ơn và gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành y tế Vĩnh Long, đồng thời mong muốn các thầy thuốc, những cán bộ, viên chức ngành y tế phát huy tinh thần lương y như từ mẫu, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại các bệnh viện thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và phối hợp quản lý, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, quân y phát huy tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chiều nay, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm chúc mừng đội ngũ y bác sĩ tại Sở Y tế, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, viên chức và người lao động của ngành y tế nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Qua đó ghi nhận những đóng góp cống hiến của các chiến sĩ áo trắng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Lãnh đạo các đơn vị đã bày tỏ niềm vui và cảm ơn trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với các y bác sĩ nhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, đồng thời sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn bó với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, triển khai nhiệm vụ ngành y tế năm 2023.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu khẳng định bằng sự nỗ lực cao của cán bộ viên chức, đội ngũ y bác sĩ, năm 2022, ngành y tế huyện Long Hồ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể đã thực hiện tốt 3 chức năng chính: y tế dự phòng, khám chữa bệnh và công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám điều trị bệnh và phòng chống dịch bệnh. Đáng chú ý là các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách, người nghèo, người cao tuổi và trẻ em, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm được thực hiện tốt. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ ghi nhận những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc huyện nhà, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời lưu ý các cán bộ y tế phải nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe người dân. Một thông tin rất đáng quan tâm về nỗ lực của các thầy thuốc Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Việt Đức Hà Nội vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt với trái tim hiến tặng được đưa từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để thực hiện ca ghép. Ngày 24 tháng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân nam 35 tuổi trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. Tuy các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, song bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng chết não và mẹ anh đã đồng ý hiến tặng các tạng còn lại của con mình cứu giúp các bệnh nhân khác. Sau khi kết nối với Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã vận chuyển trái tim hiến tặng ra Hà Nội ngay trong đêm và thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lúc rạng sáng ngày 25 tháng 2. Tim đã đập trong lồng ngực người nhận sau 8 giờ ghép. Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy còn nhận được hai thận, hai giác mạc và da từ người cho chết não. Các bác sĩ đã chạy đua ghép thận cho hai bệnh nhân nữ còn trẻ tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Còn da được ghép cho nữ bệnh nhân 24 tuổi quê tỉnh Kiên Giang. Đây có thể nói là sự kỳ diệu của việc ghép tạng xuyên Việt trong việc hồi sinh sự sống và sự đóng góp của gia đình người bệnh để cứu nhiều bệnh nhân đang ở bên cửa tử. Thành công của các ca ghép tạng cũng mang ý nghĩa đặc biệt nhân văn từ sự nỗ lực của những nhân viên y tế trong ngày 27 tháng 2 này. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các thầy thuốc trong cả nước, với sứ mệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân, cán bộ nhân viên ngành y tế Vĩnh Long đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ tốt và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn, những người thầy thuốc đã tiên phong đi đầu đối mặt với kẻ thù vô hình, giành lại sức khỏe, tính mạng cho người bệnh. Và nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại sự quyết tâm, nỗ lực và lắng nghe tâm tư của họ trong ngày Tết nghề quý vị nha. Những ngày tháng gian khổ, chiến đấu với dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân vẫn là ký ức không thể phai của những người thầy thuốc này. Trong thời điểm mà dịch bệnh bùng phát cao điểm thì tình hình là bệnh nhân nhập viện rất là đông và có rất là nhiều trường hợp bệnh nhân trở nặng. Thì bản thân cố gắng bám sát theo phác đồ của Bộ Y tế và theo dõi sát bệnh nhân, điều trị theo đúng phác đồ và cố gắng nỗ lực làm việc không kể ngày đêm để mà chăm sóc tốt nhất, điều trị bệnh nhân khỏi bệnh. Có những cái thời điểm là tại ở đây phải nhận 1.200 bệnh. Và với lực lượng một cái đội quân đi ra thì có 31 người thôi. Và đó, cái niềm tin và cái sức mạnh để chúng tôi làm được đó là cái sự nhiệt quyết và một cái tinh thần là vì bệnh nhân. Cứ nghĩ làm sao cho bệnh nhân tốt hơn và giảm những cái bệnh nhân nặng. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân là cái điều mà quan trọng nhất, thì đó là cũng là cái niềm vui lớn nhất đối với cán bộ y tế, là khi dịch bệnh được đẩy lùi và khi cái người bệnh mắc COVID thì đã được điều trị khỏi, thì đó là cũng là cái nguồn động lực cho các cán bộ phấn đấu. Sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự cống hiến hy sinh của lực lượng tuyến đầu và sự đồng lòng của người dân, đến nay dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt và đẩy lùi. Cuộc sống đã trở lại bình thường, những người thầy thuốc tiếp tục với cuộc hành trình đã chọn, với nhiệm vụ cao cả, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Vượt qua tất cả, với niềm vui, lòng tin, sự đam mê với nghề, những người thầy thuốc lấy người bệnh bình phục làm động lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại sức khỏe, sự sống, niềm vui cho mọi người. Qua những trường hợp cấp cứu thành công á, thì giúp người bệnh khỏe lại qua cơn nguy kịch, thì cả tour trực á,
điều vui mừng quên cả mệt nhọc. Tôi thì rất là tự hào khi được phát cho người cái bộ lưu trắng vì được cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chúng tôi thì luôn luôn lúc nào cũng mong muốn những bệnh nhân tâm thần được hòa nhập với cộng đồng để giảm gánh nặng cho xã hội. Thì để đạt được điều đó thì đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện chúng tôi luôn luôn trao dồi kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm của các đàn anh đi trước, đồng thời nỗ lực hết mình để cho các bệnh nhân này sớm hồi phục để trở về gia đình. Tất cả vì sức khỏe nhân dân, những nỗ lực cố gắng không mệt mỏi, hy sinh thầm lặng của những người thầy thuốc luôn được xã hội ghi nhận, tri ân. Thưa quý vị và các bạn, là tuyến y tế cơ sở thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nên cán bộ y tế tuyến cơ sở luôn sâu sát gần dân để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy, cán bộ y tế cấp xã luôn được nhân dân tin yêu, quý mến. Do mang nhiều bệnh trong người nên 7 năm qua, bà Nguyễn Thị Ngảnh, 77 tuổi, ở xã Mỹ Thành Trung, huyện Tân Bình, chỉ nằm một chỗ và được người con gái chăm sóc. Thấy hoàn cảnh gia đình này gặp khó khăn, nên trạm y tế xã Mỹ Thành Trung đã cử y bác sĩ thường xuyên xuống khám, chữa bệnh và chỉ cách cho gia đình chăm sóc bà cụ. Nhờ các anh chị ở trạm y tế xã cũng chỉ cách cho tôi chăm sóc bà cụ. Cho nên tôi mới biết được cách chăm sóc bà cụ để có sức khỏe. Cho nên tôi cũng cảm ơn các anh chị ở trạm y tế xã. Rồi bác sĩ này thì chăm sóc rất là tận tình đối với người ở địa phương này á, đa số là người già, rất là tích cực chăm sóc người dân, lúc nào cũng phải quý mến. Sau khi dịch COVID-19 được tỉnh kiểm soát tốt và mọi hoạt động đã trở lại trạng thái bình thường, thì công tác tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID luôn được trạm y tế cấp xã quan tâm. Cán bộ y tế thường xuyên gần dân nên tích cực vận động người dân tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn cũng như không chủ quan trong phòng ngừa dịch bệnh. Lại đây bác sĩ, mấy cô y sĩ đây, bác sĩ đây nè, tận tình khám bệnh cho tôi, chỉ dẫn nào tôi không biết mấy cô chỉ dẫn cho tôi. Về nhà tôi cũng rất cảm ơn mấy cô. Khám gì cho tôi vậy là tôi mừng lắm đó, mang ơn nữa. Chứ trạm này nó nghe cũng quan tâm gia đình này, bệnh hoạn gì khi không có đi được á. Mình đi đến tận nhà để mình chăm sóc thì mình thấy được là người dân người ta rất là mừng. Tại vì người thấy được cái sự quan tâm của cán bộ y tế và bản thân của cán bộ y tế cũng thấy được cái niềm vinh hạnh và rất là mừng vì bản thân mình đã được chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như tự mẫu, đội ngũ nhân viên ngành y tế các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chính niềm tin yêu của người dân sẽ là động lực tinh thần để đội ngũ cán bộ ngành y tế cơ sở ngày càng thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay, Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tham gia đóng góp ý kiến có các cán bộ chuyên trách Hội nông dân tỉnh, đại diện Hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố, đại diện hợp tác xã, các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc thống nhất với những nội dung cơ bản của dự thảo luật, thì các đại biểu còn có nhiều ý kiến xoay quanh về những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tiễn. Có 12 lượt ý kiến của đại biểu đóng góp bám sát các nội dung trọng tâm trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong đó, đề xuất giữ nguyên dự thảo luật quy định theo hướng bỏ đối tượng là hộ gia đình sử dụng đất, vì hiện nay việc xác định các thành viên trong hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất. Thống nhất cao việc bãi bỏ nội dung chỉ hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng tặng cho đất trồng lúa. Về việc lấy ý kiến phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, các đại biểu đề xuất cần thể chế hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, đảm bảo khi thu hồi đất bố trí nơi khác cho người dân phải tốt hơn nơi ở cũ. Nhiều ý kiến cho rằng cần có những quy định đối với các việc làm có thể làm ảnh hưởng đến việc quy hoạch phát triển sử dụng đường giao thông. Có những cái hộ, những cái cư dân mà người ta, gia đình người ta có người thân mất mát á, người ta đem chôn nó gần cặp phía lộ mà cái chắc chắn là cái
xu hướng phát triển thì phải mở lộ. Mở lộ thì không có cách nào khác hơn là phải di dời mồ mả. Thì chúng ta nên có trong cái đó có quy định là làm sao để mà tránh những cái phiền toái cho gia đình của bà con cư dân và đồng thời là chính quyền ở địa phương. Quy định rõ ràng cái mốc lợi giới này thì được tự do đi, ai cũng đi được hết. Chứ còn không quy định thì có người thì lại đem chuối trồng khoảng phần ba lộ, làm cho những cái xe tải bốn bánh không thể nào đi được. Các đại biểu cũng nêu lên các bất cập trong việc tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở nông thôn. Chính sách hỗ trợ tái định cư đối với người dân bị thu hồi đất xây dựng công trình phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Có 1.000 mét vuông đất ở quen lộ. Thì bây giờ là cái hộ này là muốn tách 1.000 mét vuông đất này cho 4 người con chia đồng, mỗi người 250 mét. Thế thì đến địa chính xã thì quy định là địa chính báo là muốn tách thửa thì phải 500 mét mới tách được cái thửa, mà trong khi diện tích rồi phải còn lại 500. Cái bất cập là mình quy định như vậy thì nó có thể là cứng nhắc quá hay không? Theo được thì những cái nơi mà được quy hoạch, được quy hoạch khu dân cư, khu nhà ở thì được cấp quyền sử dụng đất gắn liền với sở hữu tài sản trên đất. Thì các khu vực khác như ở nông thôn thì không được quy hoạch thì không có cấp cái quyền sở hữu tài sản trên đất, nhưng mà vẫn là đất thổ cư. Thì chúng ta hay lực chúng ta có công bằng đối với những khu vực mà ở nông thôn mà vẫn là đất thổ cư. Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu lên những bất cập như việc tập trung đất theo hướng sản xuất trên diện tích lớn. Việc thay đổi mục đích sử dụng đất trước và sau khi thu hồi do không kêu gọi được nhà đầu tư dẫn đến phát sinh dự án treo. Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến trình lên cơ quan có thẩm quyền phục vụ cho việc đóng góp xây dựng luật đất đai trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ở quần đảo Trường Sa có những thầy thuốc rất đặc biệt. Đó là những bác sĩ vừa mặc áo lính, vừa làm nhiệm vụ phục vụ quân đội, vừa cấp cứu điều trị cho ngư dân đang mưu sinh trên biển. Mặc dù làm việc trong điều kiện còn thiếu thốn, nhưng mà các y bác sĩ nơi đây vẫn nỗ lực không ngừng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giúp cho cán bộ chiến sĩ ở các đảo và ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh về những thầy thuốc giữa trùng dương này. Kỷ niệm ở đảo Thục Tân B có một trường hợp ngư dân người Quảng Ngãi mà tôi nhớ mãi. Ngư dân nó là đi câu mực đấy, nhưng mà bị một con cá hố đấy nó vết cắn vào tay, nhiễm trùng lên là cả khuỷu gai rồi, đi vào với đảo trực theo công tác chuyên môn là sát trùng rừng kết hợp với thuốc kháng sinh đồ các thứ rồi được khoảng một tuần thì vết thương nó khô, ngư dân nó xin ra tàu để theo tàu về bờ. Được phục vụ tại quần đảo Trường Sa vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự của chúng tôi. Mong muốn rằng đối với tất cả các y bác sĩ thì luôn tận tâm, tận lực làm tốt nhiệm vụ của mình để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chính sự đóng góp thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng ở Trường Sa đã góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.